Goshen và thương vụ 3.500 tỷ đồng mua cổ phiếu VinFast. Theo bản cáo bạch của VinFast, ngày 30 tháng 6 năm 2023, hãng xe điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận giao dịch cổ phần với Goshen INC. Cụ thể, nhà sản xuất pin Trung Quốc đã đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của VinFast tương ứng với tỷ lệ sở hữu 0,7% với giá 10 đô la Mỹ một cổ phiếu. Thương vụ trị giá 150 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 3.540 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ được hoàn tất sau khi VinFast hợp nhất với Blackspace và Goshen nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. VinFast chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq Mỹ vào ngày 15 tháng 8 vừa qua sau khi hoàn thành sát nhập với Blackspace. Sau 4 phiên giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ, cổ phiếu VFS đã lùi về ngưỡng 15,4 đô la Mỹ một cổ phiếu kết phiên giao dịch ngày 18 tháng 8, nhưng vẫn cao hơn 54% so với giá chốt điêu của Goshen. Goshen là thành viên của Goshen Hightech, công ty chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh pin lithium-ion dành cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng ISS. Niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 5 năm 2015, Gotion High-tech có 10 cơ sở sản xuất tại Trung Quốc và nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D ở Mỹ, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ. Công ty này gây chú ý với việc sở hữu công nghệ sản xuất pin LFP giá rẻ, phù hợp với các dòng xe ô tô điện phân khúc nhỏ và vừa. Gotion High-tech đồng hành cùng VinFast trong hành trình sản xuất ô tô điện từ khá sớm, đánh dấu bằng việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 8 năm 2021. Trọng tâm của thỏa thuận là dự án cung ứng pin LFP và nghiên cứu kế hoạch xây dựng nhà máy Giga sản xuất cell pin LFP đầu tiên tại Việt Nam. Ở thời điểm đó, VinFast đang chuẩn bị tung ra thị trường mẫu ô tô điện đầu tiên VinFast i34. Đến tháng 11 năm 2022, Goshen và VinES tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà máy sản xuất pin VinES Goshen Hà Tĩnh Dự án có tổng mức đầu tư gần 6.330 tỷ đồng với công suất thiết kế 5 GW một năm, tương đương khoảng 30 triệu cell pin một năm, dự kiến đi vào sản xuất đại trà từ quý 3 năm 2024. Việc xây dựng nhà máy pin tại Hà Tĩnh được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược ba chân kiềng nhằm đảm bảo nguồn cung ứng về pin của tập đoàn Vingroup, gồm mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất thế giới, hợp tác với các đối tác để sản xuất các loại pin tốt nhất thế giới và tự nghiên cứu phát triển và sản xuất pin. Thương vụ mua cổ phần VinFast đề cập ở đầu bài cho thấy vai trò nổi bật của Goshen trong vũ trụ công nghệ phía sau hãng xe điện Việt Nam. Nên biết, ngoài Goshen, VinFast còn ký kết biên bản ghi nhớ với CATL về hợp tác chiến lược toàn cầu nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển xe điện, bao gồm công nghệ khung gầm thông minh, tích hợp pin CTC, Cell to Chassis. Hãng xe này cũng bắt tay với Procolium. Đài Loan để thành lập liên doanh sản xuất pin thể rắn cho xe ô tô điện tại Việt Nam. Liên doanh này sẽ được tiếp cận các bằng sáng chế và được phép sử dụng công nghệ đóng gói pin thể rắn MAP của Procolium để sản xuất gói pin thể rắn CIM-CIP tại Việt Nam. Trong khi đó, VinES bắt tay với Stardust để cùng nghiên cứu phát triển các tế bào pin sạc siêu nhanh được gọi là XFC ở nhiều dạng khác nhau, chuẩn bị cho việc sản xuất và cung ứng tế bào pin XFC trong tương lai. Theo đó, công ty Israel sẽ cấp phép và chia sẻ công nghệ sạc siêu nhanh, VinES sẽ cung cấp và đóng gói các kinh nghiệm phát triển các dạng cell pin, triển khai sản xuất, đánh giá, chứng nhận và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.